chính đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chính và ở đất bàn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với mong muốn giúp các em học sinh tìm hiểu kỹ hơn về sự gian khổ, hy sinh của ông cha ta trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập tự do, trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hữu Dực đã tổ chức hành trình trải nghiệm cho các em học sinh của các khối. Hôm nay, hành trình có đích đến sẽ là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính dành cho khối lớp 6 và lớp 7. Đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính hôm nay, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được dâng hoa, dâng hương tại khu hành lễ và sau đó là dâng hương tại các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.
có lẽ ai ai cũng không khỏi làm người xúc động và bồi hồi khi nhìn thấy hàng chục nghìn ngôi mộ nằm ngay ngắn, thẳng hàng trong cả một vùng đất rộng lớn. Và càng xót xa hơn bởi có những ngôi mộ chỉ với vỏn vẹn dòng chữ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ quá đổi to lớn, mà có lẽ khi lên đường nhập ngũ, họ chỉ có một quyết tâm là giành được độc lập cho nhân dân, cho nước nhà. Tôi về đây với đường chính khai sinh, trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trì. Hoa lao trắng đến trên trời trắng thế, trắng mây bay và lao trắng quanh tôi. Từng câu hát trong bài hát Lao Trắng Khe Sen của nhạc sĩ Doãn Nho lại làm xúc động trái tim bao thế hệ, thể hiện những tình cảm thương nhớ, biết ơn của các anh hùng liệt sĩ đường chính Khe Sen và khơi dậy niềm tự hào với thế hệ trẻ phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Chuyến hành trình về nghĩa trang quốc gia đường chính tuy ngắn nhưng đã để lại trong lòng các em học sinh một cảm xúc khó có thể quên. Hành trình là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, để rồi mỗi em học sinh tự nhủ và đoàn kết phấn đấu học tập nghiêm túc, góp phần cống hiến cho đất nước để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của những người đã ngã xuống bảo vệ đất nước.